Thưa quý khán giả và các đồng chí, tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng phấn khởi, đánh giá cao những thành tích Đảng bộ quân đội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, quân đội luôn là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng tinh thần chỉ thị số 35 của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, thể hiện quyết tâm xây dựng quân đội trong tình hình mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều biến động mới, phức tạp, khó đoán định hơn. Bên cạnh xu thế chung thì cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo gay gắt hơn. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng trầm trọng. Các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu diễn biến phức tạp. Nước ta sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong thời gian tới. Phương hướng, mục tiêu chung những năm tới là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 trong báo cáo chính trị đã xác định rất đúng chúng. Đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội. Quân đội đã có thuận lợi, Đảng bộ quân đội càng có thuận lợi. Và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là trực tiếp, là tuyệt đối. Vậy thì Đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng và làm đúng vai trò, vị trí, chức năng của Đảng bộ quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Để thực hiện tốt điều đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết của Trung ương, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, bất luận trong trường hợp nào cũng không để bị động bất ngờ, chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hóa giải nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thực hiện toàn diện đồng bộ chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các chiến lược đề án quan trọng khác, nhất là đề án xây dựng quân đội nhân dân hiện đại trong giai đoạn mới.